Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cách tương tác giữa hai cái giao diện. Thì trong một số những cái video trước đó, thì chúng ta đã có cách tương tác bằng cách là trong comment khi mà chúng ta nhấn nút thêm người dùng thì sẽ hiện ra một cái cửa sổ là New User, và sau khi mà cửa sổ này đóng rồi thì chúng ta sẽ load lại User. Nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta chạy cái này thì nó sẽ gặp một cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta tắt cái form đi thì cho dù chúng ta có thêm người dùng hay không, giả sử đến đây chúng ta nhấn nút cancel thì danh sách người dùng cũng sẽ được load lại. Chính vì vậy cho nên đó, là chúng ta cần có cách để chúng ta kiểm tra lại thông tin của người dùng. Thì để mở cái form lên thì chúng ta sẽ có hai hàm, một là hàm show dialog, hai là hàm show. Thì nếu mà chúng ta mở bằng hàm show dialog thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta nhấn nút thêm người dùng thì chúng ta không thể quay về giao diện chính được, và chúng ta phải tắt cái form đi chúng ta mới giao diện chính được. Thì lúc này khi mà chương trình chạy thì chúng ta sẽ đặt thử một cái breakpoint ở đây, thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta giả sử chúng ta mở cái form lên, mở thêm người dùng, chúng ta nhấn nút cancel thì cái lúc này dòng lệnh này nó mới được chạy. Nhưng nếu như ở đây chúng ta thay vì chúng ta dùng hàm show dialog thì chúng ta dùng hàm show, thì khi mà chúng ta chạy cái giao diện lên thì các bạn thấy là đây, thì lúc này nó sẽ chạy luôn cả cái hàm này, tại vì hàm show nó sẽ được trả về ngay lập tức sau khi đã hiện cái giao diện lên mà không cần cái giao diện chúng ta phải đóng đi. Chúng ta nhấn continue, thì khi nhấn continue xong bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cancel chúng tắt đi thì giao diện chính nó vẫn còn ở đây. Giả sử chúng ta thêm một cái, giả sử như chúng ta thêm một người dùng mới vào, rồi ở đây chúng ta đã thêm thành công rồi, nhưng mà theo khi thêm thành công người dùng mới vẫn không được hiện ra đây. Khi những tìm kiếm nó cần phát hiện người dùng mới ở đây, thì trong video trước chúng ta để chúng ta có thể là chúng ta hiện ra một người dùng mới ngay khi mà chúng ta đã thêm được người dùng mới thành công rồi, thì chúng ta phải chuyển cái đoạn code này trở thành cái hàm show dialog để khi mà cái cửa sổ chúng ta đóng lại thì chúng ta sẽ vẫn mở được. Nhưng mà trong đoạn code này chúng ta sẽ gặp một vấn đề là nếu như cho dù chúng ta có nhấn nút cancel hay là nhấn nút ok để thành công hay thất bại thì người dùng mới vẫn sẽ được load lại, thì điều này sẽ làm cho chúng ta phải load lại cơ sở dữ liệu rất là nhiều lần. Thì ở đây mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ chỉ load người dùng mới khi mà kết quả form trả về là thành công. Thì ở trong hàm show dialog á, thì nó sẽ trả về một giá trị là dialog result, thì chúng ta sẽ lưu cái giá trị dialog result ở đây. Ở đây chúng ta có thể dùng dialog như thế này. Rồi thì khi mà các bạn có lấy về được cái kết quả rồi thì nếu như mà result bằng và ok á thì chúng ta sẽ load lại. Còn nếu như mà danh sách chúng ta load thì xong mà bằng no, không, nếu mà tất cả những kết quả, tất cả những cái giá trị khác thì chúng ta đều sẽ không thất bại, chúng ta sẽ làm rồi, ok. Thì chỉ khi nào load danh sách người dùng thành công thì chúng ta mới load lại danh sách người dùng thôi, chỉ khi nào thêm người dùng mới thành công thì mới load lại. Thì các bạn thấy là khi chúng ta chạy sẽ bây giờ chúng ta sẽ đặt một breakpoint ở đây. Đây, nhấn thêm người dùng, nhấn cancel. Đây, thì khi mà chúng ta nhấn cancel thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái dữ liệu nó nhận về được là giá trị gì. Rồi, thì các bạn thấy cái giá trị return đây là đang là giá trị cancel. Rồi, thì bây giờ để làm sao
cho chúng ta biết được khi nào là người dùng có thể thành công, thì bây giờ có nhắn thử nếu mình có thể thành công thì mình sẽ như thế nào. Rồi sau khi thêm thành công thì reason của chúng ta vẫn là cancel, thì chúng ta phải có một cách để chúng ta thiết lập lại cái giá trị dialog reason bằng ok. Thì để thiết lập với chị reset reason bằng ok thì chúng ta sẽ có một cách là chúng ta sẽ sử dụng đây, chúng ta sẽ vào trong cái giao diện của chúng ta view code. Rồi ở đây chúng ta đang close, thì khi mà chúng ta close xong á thì chúng ta sẽ gán, trước khi chúng ta close chúng ta cần phải gán cái giá trị dialog reason. Đây sẽ bằng cái giá trị là ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lại. Rồi bây giờ kết quả chúng ta đã nhận được là cái gì? Ok. Rồi thì bên cạnh cái việc là chúng ta tự gán cái giá trị như thế này, chúng ta còn có một cách là chúng ta sẽ xếp một số những cái nút ở trên cái giao diện. Giả sử như chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta sẽ có một cái nút là cancel. Thì ở đây nút cancel này chúng ta có thể dùng nó, chúng ta sẽ có một cái trạng thái để chúng ta đây dialog reason, khi mà người ta nhấn cái nút này thì nó sẽ mang cái giá trị là giả sử chúng ta để là ok. Rồi nhấn nó chạy thử, nó lúc thêm người dùng, và khi có những cancel thì đúng cancel lúc này nó vẫn là ok. Thì ở đây chúng ta sẽ xét mặc định cho giá trị ở đây là không phải là cancel nữa, và chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ xét giá trị đã lắp từ giờ cancel. Rồi ở đây giá trị nên là mặc định, thì chúng ta sẽ đây nhấn xét cho nó giá trị là cancel. Còn nút create này, nút create này thì chúng ta có thể gán cho nó cái giá trị là dialog reason là ok. Thì khi mà gán giá trị dialog reason là ok thì chúng ta cần phải lưu ý là người dùng có thể thoát cái form này bằng cách nào. Thì ở đây chúng ta người dùng chỉ có thể thoát cái form này bằng cách đó là khi mà người ta nhấn nút cancel hoặc là nhấn nút close. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra có khi nhấn nút close thì giao diện sẽ trả về kết quả như thế nào. Đây. Thì khi nhấn nút close thì giao diện nó sẽ gán giá trị là reason là cancel luôn. Thì ở đây chúng ta cần phải cẩn thận, tại vì nếu như ở đây sau khi mà chúng ta nếu như ở đây có lỗi, nếu như có lỗi chúng ta vẫn trả về cái vẫn close cái giao diện, thì lúc này chúng ta sẽ giả sử như thế này, chúng ta sẽ gặp trường hợp là chúng ta sẽ okay. Đây chúng ta sẽ giả sử ở đây chúng ta sẽ vẫn close được rồi. Thì ở đây thì khi mà chúng ta nhấn nút create, mặc dù giao diện chúng ta không thành công nhưng mà nó vẫn ra giá trị ok. Cho nên ở đây nếu như chúng ta làm theo cách này thì chúng ta cần phải cẩn thận là chúng ta khi mà chúng ta trước khi chúng ta close thì chúng ta phải xếp lại cái dialog reason của cái giao diện. Rồi chúng ta chạy thử. Rồi thì bạn thấy ở đây là ok không? Rồi, chúng ta xem xét đây.
Rồi. Nhưng mà vì trong cái giao diện này á, chúng ta không sử dụng cái, chúng ta khi mà có lỗi xảy ra chúng ta sẽ không có tắt. Đây, khoảng thời gian này. À, ở đây người dùng vẫn được thêm vào trong cái cơ sở dữ liệu. Rồi, ok. Vì ở trong giao diện này á, thì chúng ta khi mà có lỗi xảy ra thì chúng ta chỉ hiện bằng cách là chúng ta hiện lỗi mà chúng ta sẽ không có đóng cái gì, cho nên là chúng ta sẽ để ở đây. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ để ở đây. Rồi, chúng ta sẽ quay lại comment. Thì comment á, ở đây thì chị Dương chúng ta có thể để một cái lớp cụ thể hoặc có thể để từ khóa 3. Thì khi chúng ta để từ khóa 3 thì C# sẽ tự động hiểu là reason là kết quả trả về từ shoulder lock, thì kết giá trị của nó bắt buộc phải là lock reason. Và chúng ta không cần phải ghi đầy đủ cái giá trị. Rồi, cảm ơn các bạn.